Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Thảo Nguyên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lưu Đồng Sài Gòn TV theo dõi thời sự thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến bức ảnh và hiếm khi chúng ta nhìn thấy một thành viên của Đảng Dân Chủ lại ngồi với ông trưởng khối thiểu số của Đảng Cộng Hòa hiện nay. Đảng Cộng Hòa thiếu một phiếu để chống lại bất cứ các nỗ lực nào. Mà cũng may cho ông Biden, chỉ cần ông thua một phiếu thôi là nhức đầu luôn, như thời của ông Obama hoặc thời của Tổng thống Trump. Mỗi một vị Tổng thống may mắn nếu mà đảng của họ chiếm đa số thì dễ dàng thông qua. Mặc dù bây giờ thì ông Joe Biden vẫn muốn là các kế sách, những gì mà ông đề bạt sắp tới đó, nhận được phiếu bầu của lưỡng viện để ít nhất ông nói rằng chúng tôi có nỗ lực để làm việc chung với Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, riêng với vấn đề ngân sách này mà thôi đó, thì ông nhức đầu luôn, bởi vì đưa ra 3.500 tỷ cắt, mà đâu phải là chỉ có Đảng Cộng Hòa muốn cắt đâu, ngay cả thành viên Đảng Dân Chủ cũng muốn cắt nữa, trong đó có ông Joe Manchin. Và bức ảnh này cộng thêm với những bức ảnh khác cho thấy rằng rất hiếm khi một thành viên Đảng Dân Chủ bắt tay thảo luận, niềm nở nói chuyện. Và qua bức ảnh này thì các chuyên gia họ nói chứ, rõ ràng là ông Mitch McConnell, tức là trưởng khối thiểu số của Đảng Cộng Hòa đó, đang tìm cách chiêu dụ, thuyết phục một thành viên của Đảng Dân Chủ đừng có nghe theo những gì mà bên phía Joe Biden, Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer, tức là trưởng khối đa số của Dân Chủ, kêu gọi anh hãy thỏa hiệp với họ đi. Mà trong đó có các vấn đề về ngân sách, thưa quý vị, quan trọng. Chẳng hạn như trên trang mạng của whitehouse.gov của chính phủ đó, đây là những cái tin tức thông tin mà mọi người dân Mỹ và cả thế giới đều có thể vào trong trang nhà của White House để đọc được. Đây là chi tiết mà bên phía chính phủ của Tổng thống Joe Biden đưa ra cho chúng ta biết được ngân sách mà hiện nay Tổng thống Joe Biden muốn tạo được. Để thứ nhất là vấn đề về công ăn việc làm của nước Mỹ. Thứ hai, American Families Plan, mà trong đó một điều thất bại lớn đó là tìm cách trả tiền cho phụ huynh để những phụ huynh này ở nhà vì vấn đề nào đó chăm sóc cho trẻ em, thì một trong những cái chương trình Family Plans là không thành hiện thực được rồi. Rồi ngoài ra, Reinvesting the Foundation of Our Nation's Strength, tức là trẻ em và kể cả những người vào học đại học nữa, chương trình đó cũng bất thành luôn, bởi vì ông Joe Biden muốn đó là hỗ trợ cho những gia đình nghèo, mà trong đó rất nhiều các gia đình di dân, vì lý do mặc dù cái chi phí học phí để học đại học cộng đồng đó, thưa quý vị, rất là rẻ hơn nhiều so với hệ thống university, khi các em xong 2 năm ở dưới đại học cộng đồng, 2 năm còn lại đó có những em phải tốn kém vài chục ngàn Mỹ Kim. Thì bây giờ bên phía chính phủ Joe Biden hỗ trợ cho các em ở dưới đại học cộng đồng một vài ngàn Mỹ Kim thôi. Nhưng mà thay vì các em phải bỏ thì giờ đi học part-time để đi làm part-time, thì bây giờ có số tiền này gánh vác một phần, thì cái chương trình này cũng đã bị hủy bỏ, không có thành hiện thực. Cho nên cái ngân sách cả bao nhiêu ngàn tỷ cuối cùng cắt, nhưng mà bên phía Đảng Cộng Hòa cũng chưa đồng tình nữa, họ còn muốn cắt giảm thêm nữa. Đảng Cộng Hòa tố cáo là bên phía chính sách của Tổng thống Joe Biden bây giờ chi tiêu quá tay, rộng rãi quá lớn, trong lúc mà chúng ta đã chi tiêu quá nhiều để mà hỗ trợ từ cơ sở thương mại, gia đình và người dân Mỹ trong cái chương trình đại dịch COVID-19 rồi, thì bây giờ chúng ta không cần thiết phải hỗ trợ nữa, mà chỉ đi theo cái ngân sách đã có từ thời ông Trump là ok. Bên phía Đảng Cộng Hòa nói như thế, nhưng mà ông Biden nói không, chúng ta phải không những đầu tư mà còn reinvest
đầu tư trở lại để giúp cho nước Mỹ hồi phục nhanh chóng hơn. Thì tất cả những cái vấn đề này phải chờ đến khi ông Biden quay trở về để xem coi liệu rằng cái việc mà bên phía Đảng Cộng Hòa có thuyết phục được ông Joe Manchin để mà thuận theo ý của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì sao? Đảng Cộng Hòa bây giờ có quyền lực lắm, thưa quý vị. Họ có khả năng thay đổi cái ghế của ông Joe Manchin trong cuộc bầu cử sắp tới bằng cách là ủng hộ cho một ứng viên khác. Còn đằng này, nếu là ông Joe Manchin thuận theo ý của ông Mitch McConnell đó, thì sẽ có nhiều cơ may họ sẽ ủng hộ trong Joe Manchin, và cử tri của West Virginia sẽ ủng hộ trong Joe Manchin ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. À, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì phía công tố viên ở tại New York phối hợp với sở cảnh sát ở Albany đó đã chính thức đưa ra cái truy tố hình sự đối với ông cựu thống đốc New York Andrew Cuomo. Thì họ truy tố ông cái tội misdemeanor forcible touching, thưa quý vị, tạm dịch nôm na là đụng chạm mà bằng cách cưỡng ép. Thì nhưng mà đây chỉ là class A thôi, thưa quý vị, nghĩa là cũng là cái mức độ mà thấp nhất trong những cái vụ kiện mà quấy rối tình dục đó. Đụng chạm cưỡng ép nhẹ. thì có cái vụ đó nữa. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, đây là cái tội truy tố duy nhất sau lời tố cáo của 11 người phụ nữ tố cáo ông Cuomo cái tội là tấn công tình dục rồi sờ mó họ, rồi kể cả có những người nói là sau khi sờ mó bất thành bị họ phản kháng thì ông đã đuổi việc. Nhưng mà có lẽ là những cái lời tố cáo đó không có bằng chứng. Riêng cái tội này đó là của một cái trường hợp, một cái cô từng là trợ lý của ông Cuomo, Brittany Commissal, thưa quý vị. Cô tố cáo là ông đã đụng chạm cô không những một lần mà hai lần, năm 2019 là một lần, nhưng mà không, nó không có cái mức độ, nó không có nghiêm trọng như là cái ngày 7 tới tháng 12 năm 2020. Khi đó cô nói rằng cô đến làm việc tại tư gia của ông này, thì bất ngờ sau khi mà vừa xong việc đó, thay vì cho cô đi, ông đã đến đóng cửa lại và ép cô vào cửa và luồn tay vào phía dưới áo của cô này, và cô nói là thật sự cái bàn tay của ông đã đụng vào ngực của cô, và rồi ông còn vuốt ve lên xuống nữa. Thì phía văn phòng cảnh sát trưởng Albany đó, họ nói rằng cái lý do mà họ quyết định truy tố là bởi vì họ có đầy đủ bằng chứng để mà đưa ra trước tòa. Thì bây giờ không biết cái bằng chứng đó là gì, nhưng mà phía tòa án ở Albany đã đưa cái summons cho ông Cuomo, ông phải xuất hiện ở tòa vào ngày 17 tây tháng 11 này. Thì tính đến ngày hôm nay luôn, ông vẫn tiếp tục phủ nhận tất cả những cái cáo buộc. Thì ông nói rằng những cái người phụ nữ này, rồi tất cả những cái cơ quan mà mở cuộc điều tra là nhằm âm mưu hạ bệ ông. Nhưng mà tất cả những người phụ nữ này họ không hề quen biết nhau, và thứ hai nữa là họ cũng không có yêu cầu ông đòi tiền đền bù gì cả, thưa quý vị, cho nên là không biết hạ bệ chỗ nào. Rồi chưa kể là những người mà công tố viên bà Letitia James, rồi phía văn phòng cảnh sát trưởng Albany, tất cả đều là quan chức thuộc đảng Dân Chủ, thuộc đảng của ông. Cho nên là nếu mà nói lý do là họ đang muốn hại ông thì cái lý do chỗ nào, đâu có phải khác đảng với nhau đâu. Và với cái việc mà misdemeanor forcible touching nhưng mà class A này đó, thì nếu như mà ra tòa ông cãi thua đó, bị kết tội, thì sẽ nhận cái mức án tù là 1 năm, thưa quý vị. Trong khi đó, ông thống đốc Florida DeSantis hôm nay đệ đơn kiện lên chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì lý do bắt buộc những người nhân viên phải chích ngừa. Đặc điểm đáng chú ý đó là đây là những người thầu khoán làm việc cho liên bang. Và thưa quý vị, ở tại tiểu bang Florida đó, rất nhiều các công ty có hợp đồng làm việc. Mà chúng ta cũng nhớ là tại tiểu bang Florida là nơi có hệ thống phóng hỏa tiễn phi thuyền của NASA, Cape Canaveral của Florida. Cho nên ông nói, có những nhân viên than phiền với ông, gọi điện thoại nói tôi làm việc cho chính quyền, nhưng mà tôi có hợp đồng với phía chính phủ liên bang, bây giờ tôi cũng bị ép buộc để chích ngừa, nhưng mà tôi không có muốn chích ngừa thì vẫn bắt tôi chích ngừa. Cho nên ông DeSantis để đơn kiện, nhưng mà không biết được cái vụ kiện này chắc chắn là sẽ bị bác như những vụ kiện khác đã từng, bởi vì họ nói rằng cái chuyện của liên bang khi mà áp đặt xuống đó chỉ dành riêng cho những người
có hợp đồng với chính quyền liên bang, chứ không có bắt buộc những cái công ty hoặc là những tư nhân khác, thưa quý vị. Còn nhiều tin tức nữa, kính mời quý vị trở lại với chúng tôi chiều nay lúc 5 giờ có thêm phần tường trình đặc biệt. Vào trong trang nhà literacygontv.com và nếu quý vị vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe và nút like. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.